Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Dạ, bây giờ thì mùa nước nổi cũng lên nhiều rồi đó ông bà cô chú ơi, vì cha có làm mấy cái ủ lương đó. Hôm nay thì mấy cha con đem cái vợt ra để xúc ủ lương nha. Dạ, cái vợt khổng lồ luôn, siêu to. Đây đây, đưa cho cha. Chào bác mà. Cái vợt bự lắm luôn. Dạ, ba với cha thì làm mười mấy cái ủ lương dọc theo cái đường mương. Dạ, xúc ủ lương này phải đi nhẹ nhẹ thôi để động cái là lương nó vụt hết rồi. Ồ đúng rồi, cái vợt vậy mới vừa cái ủ. Cái ủ cũng quá trời bự luôn. Ủ có ốc nữa. Cái vợt gì nè, mới vừa nè. Dạ. Ủ là bự. Ba làm ủ thì để lục bình này với cỏ lên. Rồi bắt đầu cái để ốc bù vàng lên. Dạ. Nữa đâu mà cô chú. Cho lương nó thấy có mồi ốc nó vô nó ăn. À, cha đứng luôn là cho chị cầm bên đi, con cầm bên cho bác bay cầm hai tay luôn vậy. Hôm nay cái ủ nó cũng gã nè. Ủ thì xúc cũng được rồi. Dạ. Ừ, có lưu gì không thôi. Có khi nào dính con cá lóc bự nữa. Cái ủ này là để hổm gà cũng được tuần chưa ba? Dạ, không mà. Có tuần nó mới gã luôn. Còn mấy cái ủ nó gã thôi thôi mất luôn. mùi hương em nồng say. Ơi nhái ai có lưng 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 mất rồi. Không có, không có còn thấy cái đuôi. Còn thấy cái đuôi chưa, có hết hả? Từ từ cuối chắc có chút nhiều hả? Mà con không có bự. Rủ này quá thơm luôn. Hồi nãy con dục bên đây hết mớ rồi. Ngồi vô anh lấy. Ủa này có đem giọt hay không? Dạ có kìa, giọt nhỏ chứ không phải chọc bự. Có nhiều quá. Có gì ba chắc lại đi. Cái lô lau xúc lại. Đây đây, đây chị vịn bên đây chị. Em phân. Rồi cái phải nãy cho nhìn giống nó quá à. Cái đuôi, con thấy cái đuôi. Con nhái quá chừng luôn kìa. Sao nặng dữ vậy? Bả, còn bả. Nặng dữ vậy. Ủa thấy bả luôn. Ủa có lủng không? Kìa 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 kìa. Nó có con à. Có con. Để lấy vợt chị, vợt kìa. Được một con. Một con, bởi vì thấy cái đuôi nữa mà. Nó lộn vô cái bả nè. Cái kia dính lưng bự coi. Ôi chưa 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 chưa. Ra rồi coi. Cái này lưng cũng được bự rồi. Nó ụt qua đây nè coi. À, phóng gì lắm. Lưng này phóng. Đây đây. Đây nè cho, nghe cái đống này nè. Cái này cứ gom lại nữa có sức tốt. Chỉ qua kia kìa. Rồi vô rồi đó. Vô cái ly heo luôn. Được một con. Lộn lộn. Ủa cái lộn. Vô cái vạc là làm sao? Chéo mẹ. Đi rồi. Nhờ anh vô cái vạc lại. Nhờ anh vạc bự nó hứng lại. Lộn. Lộn là cái vụ. Cái vụ cái đít đó. Cái đít. Cái đít nó bự quá, nó gà cầu bố rồi lại. Kệ lúc nó đâu lên lại kìa. Còn thắt lại. Được một con lương. Đấy này vừa ngắm ấm lên bự rồi. Bữa ba dở dấn được con lương bự lắm nè. Nó ký. Dạ. Cái ham. Rồi qua chơi dính có chơi 4 ký. Cái này mình lấy cái này mình quấn lại được không cho. Cái này nè. Ừ, cách chơi 4 5 ký. Trong cái mương này mà cách chơi bự dữ. Vô. Thả vô đất luôn. Có ốc nè. Hồi ốc lát nè. Đâu rồi. Ồ cái này có ốc lát nè nè ông bà cô chú. Rồi, bắt chưa? Bắt lại. Chưa, để con buộc cái này lại háo qua cái đít nó bị hở rồi. Kìa đây nè, nó phóng nó nghe cha. Chưa nữa hả? Rồi. Đừng ra nữa rồi nha. Còn cá lì hìa nó ba nè. Còn còn có cá lì hìa. Còn ốc lát nữa. Ủa nè, em lấy cá lì hìa hả? Cho nó riêng màu đẹp chứ vậy. Được một con. Rồi chị, có khu vàng nè cha, có gãi mồi đấy không? Chút đi đẹp đi. Ngồi chống xuồng vàng chứ. Bữa nay mùa nước nổi, nước quá trời nhiều luôn. Đé đé mấy bờ đê hết trơn. Hồi đó cái đường này đâu có đi được đâu, giờ đi được luôn. Giờ nước lớn đi vô được. Mấy cha đi trước đi, con lo đẩy lên từ từ.
Rồi đây con mát này là ủa con gì kìa, cào cào hay con gì. Cái ủ này cũng quá trời bự luôn, cái này rau muống thì một bình. Bỏ bự hơn nữa đó, mà bữa nay nó teo lại đó. Dạ. Xéo lại. Còn lại ủ xong hết hồn luôn, nó teo. Thôi chưa chà, vừa mưa bển luôn đi. Chắc ủ lại. Ngồi đi. Dạ. Đẩy đi, ngồi cái mình. Thôi mình đẩy lại. Đẩy lại ủ. Ủ cái mình bự đi. Cái này tới mùa lương nè. Tới cái mùa. Dạ, này lương đầu mùa nước nổi luôn. Bên kia chị. Cây nhiều lắm. Đấy, chìm lên. Dãy lên, dãy lên. Ừ. Lương con muốn chìm lại cho. Phóng như lắm luôn. Ba vũ vũ á. Để nó theo mấy cái bã đó luôn. Dạ. Lương này động nhẹ nó cũng đi ra nữa. Con. Này hồi hộp, không biết có không. Ủa có kìa, con thấy bên đây có nè. Thấy cái đuôi có. Không, chắc cũng bằng bữa nãy á. Có. Chưa thấy em, chưa thấy. Chị thấy nè, nó quẩy quẩy cái đuôi. Bả. Bả. Kìa cái đuôi đó. Cái đuôi mà mấy con bự con nhỏ hả? À. Bả quá rồi. Để nó tôn đó. Đâu. Để cha vớt ra từ từ đi cho. Thôi con nhỏ quá à, con thấy cái đuôi nhỏ xíu à. Kìa cái hai con luôn, hai con. Hai con này bự nè. Con bự con nhỏ. Nè nè nè. Con này cái nãy hả? Con này bự hơn, bự hơn. Mà nó vàng. Ơ sao chị không lấy đít xuống. Nè nè. Con nữa. Con nhỏ. Cái này con nhỏ, nó con nhỏ. Kìa. Đưa vô cho cha. Cá được hai con cũng được đi. Coi bên kia còn không? Hết rồi. Hết rồi nè. Hai con. Đâu nằm lộn trong đó. Mấy chị chút vô hùng đây rồi đưa cái giọt xúc đó kìa. Con này bự hơn con mới nãy. Ui từ từ nó phóng kìa. Phóng dữ lắm. Cái bé chậu. Dữ dằn. Quá có gì kia đâu. Cái bé chậu. Bé nhỏ quá thả luôn đi cha ơi. Đây. Nó đột đột mà. Cãi rồi. Ủa nó ra nữa. Ra rồi. Nó bị. Chưa ra rồi. Rồi ra đưa. Lũng đâu không? Có lũng mà không biết nữa. Kéo ra kéo cùng luôn. Mấy cái đít rồi đó. Mới vô cho miếng nước cho chị nó nhảy không? Nước nó ngọt không cha? Chút nước à. Cái này đó đâu có lũng không cơ. Cái đít con bó này rồi. Ô nó có lũng trên không? Nó ghè dưới. Thôi đi, tiếp tục đi. Ba sách giọt cái thuốc trước rồi. Chống theo. Vừa mới đây được ba con, hai ủ. Chắc là cho cái ủ nó gã nó. Nó càng gã là lương nó phái. Dạ. Chị đưa cái sọ đi. Đây giống tới nè. Đường này cỏ quá cỏ. Vô. Thấy ủ lương luôn. Không nó tới nữa rồi. Chả buồn ra rồi nó dính đây luôn. Giặt quá. Thôi cha cũng lôi vô đây à. Cha lôi không? Ngoại đứng không có tới. Ba đứng lúc đầu luôn rồi. Cái ủ là bộ im nè. Dạ. Cái lưng bận đây. Cũng lưng nửa ký đây. Giặt lương nửa ký phái rồi. Ờ, thấy cái đó đi, nửa cái lương này. Mùi hương em nồng sai nữa. Bỏ nó xuống. Cái mùa này là lương mấy hương mới phái nó vô. Lương thì phải vậy đó mà ở trên đó. Dạ. Đó nó. Cái bụng nó có năng xẹp. Cái mùa đặc trưng.
bỏ tới lương liền. Bây giờ hết lương quá, cái đó chút nhà ba cái của anh. Dạ. Này có đuôi, cái đuôi. Ủa không? Ủa nhỏ xíu à. Lương nhỏ. Này lên nửa ký mà ai ngờ này. Lương đầu mùa chưa trồng rau có. Cái này bự thì hết rồi em mà sao. Em không chở nó không có nè. Để dở lên coi, hồi hộp. Để dở lên mới thấy được. Thấy bả luôn. Ủa. Cái con gì á? Nướng mối. Ừ, hết hồn chừng. Ngã hùng. Có chuột chân. Sao cái ủ này em quá ha. Không còn nhỏ xíu rồi chơi. Bỏ đi. Bỏ. Trời, xong dữ hả? Dạ. Nó tới chưa? Vừa chị gỡ cỏ rồi chấm tới. Vô đây cái đường mương quét chạy cỏ à. Vô. Sống gồng gắn. Ngay cái đường mương mới hơi sâu. Tới luôn. Rồi, rồi, được rồi. Lôi vô bé nè cha. Vô dễ. Trời ơi, cái mô lương này quá trời bự luôn. Rồi. Tới chưa cha? Đây còn sâu nữa. Đi nấy vô. Lùi chống xùi, xùi nấy qua đây đi. Tạm vô. Rồi, hẹn lại vô. Chúc lên. Rồi. Rồi, vô đây cạn vậy nè. Sâu. Dạ, cái này nước nhiều quá. Tới em cha, rồi em dính sâu đi. Đứng một hộp vậy. Cô mình bắt ba tới chưa? Chưa. Chưa tới rồi. Đi nấy vô trong chút nữa. Đây. Đây. Rồi. Rồi, tới chưa ba? Tới rồi, rồi tới rồi. Nó cao lên. Có lương đi ngủ. Có lương bự quá là phóng. Này coi, bỏ xước hay gì. Ốc cua vàng đeo nhóc chưa. Bên lên hụt giò. Dạ bên tới hụt giò chân nữa qua. Ba đứng trong mé nè. Giò đứng tới xuồng nè. Dạ. Ô, con nhái. Nhái. Nhái nó nhóc chừng. Nhái thì ra dũng được rồi. Dạ, bắt qua dịnh đi cho con từ từ lên đây. Ở dưới mấy cái rễ gã ra cúng đi. Ui, ui, hết hồn nhái nè. Nhái xanh gì vậy? Dạ, nhái xanh. Này con ở đây nhái quá chừng luôn. Để cái lưng bự bự đi. Ui ui ui. Quá trời cái rễ luôn. Con cua kìa. Ô, có lương, có lương, có lương. Có không? Có con. Chờ, chờ, đứng lên. Nhỏ. Thương nhỏ. Nhỏ, con thương. Mà con này nó cũng đẻ ốc kìa. Con nào không? Để con ấy rồi bớt. Vậy chị lấy cái giọt chơi. Có không, lấy giọt. Dạ có kìa con. Đó, kìa, 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 nó chết, hai con đó. Đang thui hả? Chưa, đúng chưa, rồi. Chưa. Kìa dọc bên cưng kìa, ngay cái chân luôn. Em có lưng bự, có lưng nhỏ ha, mà bỏ dạ. Hả? Ừ. Đi, 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 đi. Chưa, ù hai con, hai con, hai con. Trời. Ừ, ừ, ơi. Cái này nó đi gom lại. Ý. Để hút hết bả đi. Ý. Vô. Ủa, sao vô đây vậy? Rồi, rồi, vô rồi đó. Còn hai con không cha? Còn nhỏ nữa gì vậy? Ý, còn con nhỏ nữa nè. Ba con. Có con cả nha. Dạ. Nhà được ba con. Ồ, hai cái. Vô, vô. Chị dở, dở, dở chị ơi. Tôi còn có. Để cỏ vô đi cho đừng nhảy. À. Họ cái mình vớt ra. Không ai động chứ. Dạ. Để có mình chạy động. Cái để ngủ là cần cho đừng có nhảy. Dạ. Quá im. Được mấy con rồi.
còn hai cái ủ đằng kia nữa. Tới luôn. Tiếp tục chống tới. Dạ có gì lên xuồng đi Út ba. Dạ. Cái vợ kéo bài. Dạ cặp mé cạn nha. Rồi. Chưa chưa nghe. Buông buông chị buông đi em cầm cho. Nói không? Nói buông. Bác ba, bác ba quẩn chấp nè. Là nửa con lươn nửa ký luôn. À, bữa hổm ba đặt cái giỡn này dở rồi. Chạy luôn nửa ký bự. Hồi dở giỡn lên thì có con nào. Nửa thôi chà. Cái ủ này cái gòn ngay đây nè cạn nè. Để con lúa xuồng đi. Được chưa? Bự gì đó mà chút cũng không mất. Dạ. Mấy cái mô bự. Ừ. Chơi góc gáo. Thôi ít nữa, ổ nhái. Cầm cỏ dài ghê. Cái ủ này ít mùi hương rồi nè. Rễ nó cũng gã hết luôn. Rễ nó gã hết mình ít. Nhất là lục bình. Dạ. Mình có rau chay. Chay cũng thấy như. Dạ. Ôi dạ, người tâm chặt phải. Cái này mỗi lần dở dợt lên hồi hộp không biết có lương. Chị dịnh lên rồi. Ủa ta. Cái tay cha con lương đó không biết có dịnh vô chưa. Cái đuôi á. Nó. Dạ. Ồ quá trời bả luôn. Hai con. Chị lấy ra bớt. Mấy bả thôi bớt đi mới xúc được. Nó con bên đây bự nè. Hết cái đuôi đó. Đó. Nó đó. Có cá nó gì kìa. Vô. Một con. Hai con lạc đó. Nó có rồi. Hai con. Chuối dây sình á. Thì kìa. Ở con cá kìa cha, cái gì á? Cá lóc. Ủa cá lóc. Ồ cá lóc kìa. Ôi. Dạ, hai con đó. Con. Ủa còn con nữa kìa, ba con. Ôi gì ba con rồi hả? Lộn vô bả. Vô. Chưa vô. Ủa chưa. Cái này đã cạn đó. Cái này ủ gì á? Ơ ra ra. Nó. Rồi vô luôn. Vô. Này mô này xúc được ba con. Ba con mà còn đóng bả luôn. Không phải lương đâu chứ thấy bả luôn. Để lục bình vô đừng cho lương phóng. Để đi đi chút mình đó bác. Dạ. Rồi chấm tới luôn. Quên nữa còn cây sào chị ơi vớt lên. Vô. Ủa chị dướng lại sao? Hồi nó dướng rồi kia
với cái cây sắt mà. Kéo qua sát mé luôn đó hả bác ba? Một có cái chạm nữa. Cái tùng nó dính cỏ không à? Chạm đó. Cái xào nặng. Lấy ba con lươn kìa. Đổ bãi luôn đi. Về lựa ra. Cô nó phóng nó ngọc, nó hốt kìa. Vậy mà còn phóng. Bắt cá lóc thả ra thôi. Để cái vụ lục bình lên đây chị, nó không nhảy. Thả con cá lóc đi. Thả đi. Rồi. Thù con cua kẹp. Nắng lên rồi. Lương đầu mùa. Đầu mùa quá chưa có dạ. Bụi nhiều. Đi dừa. Mình ăn màu chưa lớn. Dạ. Này mình nấu lại 2 tuần nữa. Hẹn 2 tuần nữa suốt là chắc có lương bự. Trong nó có màu ngang hơn. Hey, ở đâu rồi kìa, có không? Có con. Cái gì vậy? Nó. Ủa? Con bự. Này. Con bự kìa, quên. Không có, con bự sức con nhỏ. Tại vì con nó nằm chứ. Vô rồi đó. Mấy con nhỏ nữa. Kìa, cái con nữa. Kìa, ồ hai con. Hai con luôn. Không biết nữa. Nè con đây được nè. Đâu bác ba? Hả? Nhóc cho kìa. Vô. Ủa này phải 2-3 tuần nữa là lương bự xúc đã. Hẹn 2 tuần nữa đó. Này lương đầu được lắm. Dạ. Ồ này hai này con nữa nè là 4 con lần á. Nó nhóc trơn kìa. Bên đây thả hình con rồi. Nó chưa bự. Nó nói là bự đi. Hẹn 2 tuần nữa là nó bự. Chưa rồi mới vô con rồi. 2 con. Vô lắp tôi đi. Vậy là ngoài mương này hết rồi đó hả ba? Nãy giờ được nhiêu lương nè cô chú ơi. Ba có làm mấy cái ủ lương ở trong bờ bao đó mà cô chú ơi, giờ mấy cha con ra đây tiếp tục xúc nữa nha. Bữa nay thả nước vô không? Bắt ba bay xuống. Ba bay xuống luôn rồi. Nước cái này nhiều rồi, ba xả nước cho nó tràn vô bờ đê luôn. Đó ngay cái coi chừng ngay cái mưa. Có cái đê nè. Giữ lên cái đê. Dạ, lôi nước qua anh đây nè. Ta lên bờ cho dễ. Bánh vô chưa? Rồi. Rồi. Đứng ngay cái đê, có cái đê đó. Đó. Rồi. Được chưa? Dạ, rồi. Mình muốn lên cái đê chưa? Dạ. Mình chờ. Sao mà tắt vậy? Rồi chị dịnh bên ốc thôi bác bà. Chừng miếng ốc thôi bà. Chừng miếng ốc thôi bà. Để bà lấy cho. Này vỏ không nổi. Nước này nhiều mà chứ vỏ hay qua cặn kéo à. Bên đây nước nhiều lên nhiều. Nước lên lớn. Đó, tới rồi cái bà miếng không vậy. Dữ.
tới mùi hương nữa. Sớm giờ còn nhỏ mà. Bà khoái lưng bự. Dạ, lưng bự. Bà yêu cầu lưng đồng là nó. Dạ, mà lưng đồng là nó dai hả bác ba? Dai ngon. Dạ. Lưng nhỏ thì nó mềm rồi đó. Dạ. Mềm gặp nó nhiều. Không. Con này không có lưng với thân rồi luôn. Có thấy cái đuôi kìa mà không biết là con gì. Con chuông. Phải lương không? Mình xúc cái này là lương không chứ đâu phải lịch đâu phải không cha? Lương lương mà lịch là đi là đi học lịch á. Luôn mà ngủ quá. Cua mà. Có cua không? Có con cua. Đó, có con lương đó dạ. À, có kìa con lưng đồng luôn 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 chị ơi. Chưa. Vàng vàng thấy vàng rồi, vàng hính rồi. Cái giọt bự quá. Bự với cái người khó đúng mà bắt. Chị đứng lên. Ấy, anh bằng ghe lại. Bớt bả ra bớt đi. Cái giọt đó. Giọt nó siêu to quá. Ở đứng giá vô không tới. Cái bự 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 rồi mà có trứng đây. Vòng vòng hả? Dạ nó bự nó màu vàng luôn. Và khè luôn nè. Ơ phóng hơi phóng luôn. Ơi ơi. Ơ nó phóng chưa? Ơi vô. Ôi có cua luôn nè. Có con cua. Ôi lương đây bự nè. Mà nó vàng. Vàng nữa. Đây có con cua nè. Bắt con cua. Có cua bắt cua luôn. Phóng cua nhảy nhảy nhảy. Phóng phóng cái thùng này nó hơi lùng nè. Để cho ngay cái thùng rồi. Rồi anh cua ra luôn. Tại làm trước là uống lương này làm trước 1 tuần lên. Dạ. Tiếp đây. Nó bình lóng thỏng rồi nhẹ. Nhẹ. Lục bình nhẹ thấy. Tới không chờ tao đứng nới vô đây chút. Dạ nó nới đây. Dạ. Kéo nới vô đây còn cạn dễ thấy. Cạn có thấy. Thấy cái đuôi chưa? Thấy cái giọt. Dạ. Có lưng có lịch nhau không có đi. Ấy tổ con gì vậy? Cua. Cua. Là con cua. Ủa đây cua có lương mà lương nhỏ. Dạ. Còn nhỏ xíu à? Xíu. Lát này có cua nè. Được một con cua. Dạ. Cua quá trời cua. Lương nhỏ. Lương nhỏ rồi. Dạ. Ôi, đúng kìa kìa con kìa con này cũng gì vừa nè. Bắt quá. Nè nè cha. Đó đó. Vô luôn. Rồi. Vô. Con nhỏ con. Xong. Thầy chị dịnh cái gỗ chị ơi, hồi thả hỏi là thả vô cái nó. Nó phóng nó ra xong. Dạ cho chổng luôn bác ba. Dạ nãy giờ. Mời cô chú. Thì có con này nè. Được con lương vàng nãy. Ủa. Đã. Không cái rồi. Xong luôn.
Rồi bây giờ đi vô. Dạ. Bà chào lại bà gì nói sao con vỏ nó có giật giật lại. Ở trong trại còn cha làm mấy cái mô ở trong nữa. Vô chổng xúc luôn. Dạ. Dạ vậy cái đó trước đi không à? Dạ nước nó chảy ra chứ vô cho. Rồi chị cho ê, xuống này con. Đẹp đi, đẹp thì có lương nhiều mà. Ừ, muốn nói gì nè. Trời quá. Trời ơi, rồi. Cha có làm trong cái đường mương này mấy cái ủ lương nữa đó không? Bà cô chú ơi, người vô đây tiếp tục xúc thêm mấy ủ trong đây nữa. Kéo sát vô bờ đi bác ơi. Có bông lục bình luôn nè. Này dừa nó ngập rồi. Lấy xuồng ở ngoài đó dựng tiếp. Dạ. Để cái này nè. Nặng quá trời cái này. Dính cỏ gì. Dạ dính vô cỏ. Thấy này thì cái mình rồi. Ngủ quá bự. Bự nó đưa cũng nhiều. Dạ. Dạ. Cái mô này phải có lương rồi đó. Đáng. Bắt ngay lại đi. Dính vô cái cần cỏ luôn. Nghe rồi. Được chưa? Giỏ cái giật lên. Nè chị. Cầm cái dầm. Quá rồi. Nặng rồi. Cái này lục bình không? Cái lục bình với cỏ. Giờ nắng lên ghét già luôn. Lục bình với cỏ nổi lên nè. Dạ. Cỏ là nó chìm xuống. Bây giờ dở nằm nhà cái con đường ra rồi. Dạ. Dạ rồi. Ê, có lưỡng. Ừ, có cái nhảy. Lưỡng bự. Nhảy. Đi. Để dưới đây một phần nó chưa ổn nha. Có lương. Ừ. Thấy khỏe quá, thấy nãy rồi. Ở trong đây cái mé nó yên tĩnh rồi. Ừ, đây. Dạ, không có ghe chạy. Thấy rồi, thấy nó chạy tè tè đấy. Ừ, dạ. Lưu lưu lại chút cho cha chị dịnh bên cho kìa, cái bên bắt ba nhiều kìa. Ok. Thấy bên hai con thấy kìa. Không, sao ghét lưng dữ. Chị gì cái giọt vậy? Thấy có lương rồi đó. Ô ừ, dưới người chạy đó. Ôi con luôn kìa. Ếch, cốc. Ôi cốc, cốc bành ghi. Đây, thấy xuống đồng nó kìa. Đụng cái này. Sao giờ này nó ghét như ta. Lương mà làm kỹ kỹ chút đi. Thấy con lương rồi đó. Đó kìa bên cha kìa. Nè. Xúc vô. Ôi ơi, nhảy. Này dạ chúng mày chúng mày nói đi vô một con đi một con ơi chúng bánh này đây nè nó vào cái đồng thọ bắt cái giọt này nó bự quá cha ta hốt bãi chứ đi cha đây này thôi gọi vô lại rồi thôi gọi ra rồi cả thấy ủa ra hết rồi rồi vô rồi bốn con con nghe chưa. Ừ, khóc bắt luôn đi. Kẹp cái tay vô. Chừng ốc nha. Ui. Cũng có con nhỏ nè. Có ủa có cá sặc luôn kìa. Để coi hư mấy con. Mấy con đến đây. Này đi. Ba con. Nó đặng con luôn á chị. Ôi da. Đứa này đưa cái vợt cho xúc. Chở nó ra mấy con kia vô. Ôi. Ủa này đã luôn à. Cái này bằng tay nó nhảy quá nhảy. Đó. Rồi chú ơi vô đây trúng mánh rồi. Mấy con vậy? 4 5 con hay gì? 5 con hay vậy? 5 con hay gì? Sao đỏ ra hả? Rồi xúc cái nào nữa nè. Cái đó đi. Dạ ở trong kìa. Đó có. Rồi có con có cha cha. Đồ đồ vô. Rồi. Có vô sạp không? Vô rồi. Nè, một con rồi đó chị. Điếm rồi, điếm rồi. Ôi, chị ra nó kìa. Ủa sao cái giọt ra ngoài? Ủa sao cái giọt? Lũ rồi.
Bởi vì nó sao nãy giờ hai con rồi đó. Ủa sao sao nó chéo chéo gì tùm lum trơn à? Ở trong vợt hay là ở ngoài? Quay lại. Quay lại. Rồi, ba con. Như nãy ra là bốn con, trong đèn sập con nữa năm con phải rồi. Ôi, năm con phải rồi, năm con lận. Vô mánh rồi. Vậy là vô sạp phải không? Chừng thống á, dở thêm đi thôi. Cái một ủ không mà năm con lương. Có phóng hay gơi hồn thiệt chứ. Giờ còn một ủ cuối cùng. Có không có là có đó. Này dạ, có không có là cái có. Ủ lương này cha làm kế bên chòi luôn. Xúc ủ lương từ trời nắng đến trời mưa. Cây rồi cha. Chứ có cây trâu nữa, ủ này không cây trâu nữa đó. Dạ. Cái này cái ăn quậy cũng cần. Nhổ cây đi. Đúng cái giọt bên kia bên trong ra được không? Mình xây đứa qua đây cái đi nha. Rồi. Rồi, cứ lại đi từ từ nha. Chặt phá. Nhổ lên thôi. Cắm là đừng cho ủ lương trâu đi. Giờ ừ, quá trời một niềm điển luôn. Dạ. Cái bình này rồi. Nó không ấm không? Có cỏ nó ấm. Cái cuối là quá mệt. Rồi, chúng ta coi tình hình. Có nửa ký không? Chứ nãy giờ của mình là chắc được cái nửa ký, có tình hình nửa ký không? Thấy bả luôn. Ở đâu còn hết kìa, con nhỏ xíu à. Kìa được con. Cuối cùng hút hụt chót. Ừ, cá bé chậu quá trời. Được con mới lớn. Lóc tí này nữa kìa. Đâu cha? Luôn rồi. Đây vô một con. Còn con nhỏ xíu nữa kìa. Còn cá lóc nữa kìa. Kìa. Nó còn luôn như vậy đó thấy không? Còn thả đi. Thôi thôi luôn đi. Nhỏ quá. Đây được một con. Và cuối cùng được một con. Dạ, sửa lại không? Sửa lại. Dạ. Rồi xong rồi đó. Gốc ba loại gì không qua? Rồi loại gì. Nó xúc mười mấy cái ủ lương. Dạ. Hai chị em bơi về chạy luôn. Có bông điên điển quá trời rồi, hái không hả? Rồi, để lên luôn. Dạ. Dạ, đổi đi, tôi quần lên cho hết. Dạ. Đây nè, mật của chú ơi, hôm nay xúc mười mấy cái ủ lương. Dạ. Được bao nhiêu lương nè? Được bao nhiêu lương này nha? Nó quá trời luôn. Nè, lương đầu mùa nước nổi luôn. Con lương bự nè. Nhiêu đây là làm được cái nồi nấu lương. Để nó nở này ngon. Dạ. Có rửa cái gỗ nè chị. Để rửa cái gỗ. Cái này bông điên điển quá trời luôn. Xong rồi này nó nở hết rồi bác ba. Có cái nở cái dạ, có nở có còn. Hái mấy cái nào mà bông chưa nở. Chưa nở mới ngon. Trời hay lỡ nở thôi mới nở cũng được. Đi hết thà lè quá luôn. Này đây nó nở qua không ai hái nè. Ừ. Bông điển quá nhiều không ai hái ăn chưa. Dịch cái tép này rồi lôi mấy cây khác luôn. Dạ rồi. Hái bông điên điển vô làm lỗ lương. Này có cái bắp chuối nữa. Bắp chuối với rau nhút nữa kìa. À, là cây chuối.
chú ngoài ngoài nhóc mà. Dạ. Dạ. Còn điên điển của Thái là dạ. Điên điển Thái là điên điển trồng nghịch mùa. Còn điên điển mình là tới mùa nước nổi mới có. Mấy bông này nở quá. Hai mấy bông là còn búp búp nữa nha. Bên này xúc bổ lương cũng có lý à. Dạ, lương đầu mùa được nhiêu là im. Hẹn 2 tuần nữa. Khoảng 2 tuần nữa là xúc nữa là im lắm luôn. Dạ. Giờ ký này nữa đó có 2 ký. Này chắc đựng ký không chị? Được. Này có ký à. Bữa nay đi xúc ủ lương thì dính được bao nhiêu lương đi? Dạ. Dạ thì bé cho con lựa mấy cái con lương bự làm. Còn mấy con nhỏ thì thả lại. Dạ được bao nhiêu lương đây? Và hai chị em hôm nay sẽ nấu lẩu lương cho gia đình ăn nha. Dạ bữa nãy có ghé hái một mớ bông điên điển nè. Này làm lẩu lương ăn với bông điên điển. Rồi cha ra vườn cắt một ít mặt hà với bắp chuối. Này lẩu lương ăn với rau đồng. Mình có thấy quế với màu gai. Giờ nương khử tỏi cho vàng rồi bắt đầu khử lương nha. Dạ. Khử lương trước rồi chút bắt cái nồi nước lẩu lên. Chút dọn ra bếp ăn. Lương vàng ngính luôn. Xong rồi bây giờ bắt đầu khử tỏi với xả để nấu nước lẩu. Giờ hai chị em cũng dọn đồ ăn ra bàn. Cháo lẩu cũng sôi luôn. Cầm giùm chị cái nắp đi không. Nước lẩu sôi. Giờ cho hết lương vô. Đây.
ba để bạc hà luôn đi ba. Cái nào lâu chín không bắt bạc hà này lâu chín mà. Dùng tay đi Út ơi. Nhà luôn. Nhấp thì tôi lịch sử nguyên. Rất đẹp rồi. Nha. Ngon tự nhiên không? Như bạc hà sắp mỏng cho nó mang chín. Điều mang chín này. Như cô nàng vậy chứ. Để cho chín chín. Chín mau. Chị đồ con bên đây chỗ qua để bắt chín rồi. Chú này. Dạ. Chị đã bắt chưa chú? Chú này. Chú này. Chú này. Chú mau chín lắm. Không sống nữa. Chú mau luôn. Chú mau sống rồi chú này. Này đủ gao hết. Cô nèo. Ờ, bạc hà. Rau không thấy ngon mà. Dạ. Chuối chưa? Muốn súng rồi gọi chuối điên điển. Chưa. Để ăn ít bông súng. Súng ờ, súng chứ đi. Nay lẩu lương ăn với cao đồng. Rau không thấy là ok à. Nay đi xúc ủ quá trời, được nồi lẩu lương. Để điểm điểm đi chơi, nó có ít ít. Rồi. Rồi. Nhìn dễ ao hấp dẫn luôn. Miễn bỏ vô chín liền. Đi xúc mười mấy đủ là no bụng. Cái này lương cũng không nhiều không? Dạ. Nhỏ nhỏ. Chứ sau xúc là chắc ăn hai cái lẩu luôn quá. Dạ. Anh này lương đầu mùa nó chưa có bự như dừa. Nước nó chưa tràn đây không, nước chưa đi. Kiếm ta ăn được. Vì đậy lại cái thế mà. Đậy lại cho xong. Biết sao là bao ăn luôn, nó bao ăn lương no luôn. Đó, để chút điên điển. Nhìn điên điển nhìn đẹp quá. Đủ màu sắc hết trơn, màu xanh, màu vàng. Điển vô nó ngọt. Rồi lẩu lương cũng chín rồi, con mời cha mẹ ăn lẩu lương nha, mời ba người Út Tho, mời ông bà cô chú cùng thưởng thức luôn nha. Dạ, mời cha mẹ, mời bác ba, mời chị, dạ, mời cả nhà dùng cơm luôn. Rồi mời cả nhà dùng cơm với gia đình luôn. Rồi mời cả nhà cơm luôn nha. Dạ, chén nước mắm luôn. Lễ bệnh. Dạ, bên này có luôn. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Sôi rồi đó, chín rồi. Này đó. Trồng cái giá này, chan nước. Chan nước lẩu luôn. Rồi đó, có nước lẩu rồi, số 1. Nước lẩu vô nó ngọt rồi đó. Chừng nóng thì mẹ mới thôi nóng. Lẩu là ngon là nhà nước lèo. Nước lèo cái số 1 rồi đó. Lương như nhà một khứa lương. Lương chín rồi. Ai chúng lương bận vàng, lương bận vàng. Dài rồi á. Mới lương động dài á. Nè, đính gấp cho mẹ nè. À, mẹ nghe mẹ nói chuyện ngắn ăn. Ngon gì mập. Dài nè, mẹ không muốn đứt luôn. Xôi, ngon. Mà cha, hít lại với cha. Lương động dài. Vô gào. Cho lẩu ngon. Vô gào. Lương mới bắt về, gào tư nữa. Nhỏ nhỏ ra sướng giùm con cha. Nhỏ ra chút đi cha. Cái giá còn để đây nha. Cho dễ ăn. Chín quá không muốn chịu. Dạ. Gào chín được. Gì ăn được rồi. Con nhảy ngon kìa. Lâu lâu mới có lương. Này bỏ xương đi. Dạ. Mẹ ăn bún hả? Mẹ ăn bún. Lẩu ăn với bún không? Công nhận xương là lương lắm đẹp. Lương dưới đây còn nhiều lắm luôn. Nhiều. Đó, đây nè. Lương dần ngính luôn. Rồi. Mẹ lẩu người mẹ ngon. Mẹ bỏ vô nó mới ngon chứ lương không có ngon. Dạ. Ăn lẩu nhà rau.
rồi. Lẩu Nam Mô. Dạ. Còn bún kìa mẹ. Ăn bún luôn. Bún nè. Bún gạo cơm. Ngon. Là gạo ngon lắm luôn, chan nước vô. Cái này lẩu chua ngọt. Ngon. Lẩu ngon. Trời ơi, chán này nó ba. Ăn lẩu sáu rồi, bà sáu rồi. Cơm bà sáu ơi. Dạ hôm nay thì mấy cha con đi xúc ủ lương thì dính được mớ lương về làm ủ lương ăn với rau đồng nha. Dạ thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà cô chú. Dạ xin chào. Chào.